Chương trình này được bảo trợ bởi Hightech Builder, công ty xây dựng rất được ưa chuộng bởi cộng đồng người Việt tại Sydney. Đến với Hightech Builder, quý vị sẽ được hướng dẫn tận tình mọi thủ tục về xây cất. Đồng thời, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc thiết kế một căn nhà sao cho phù hợp với thị hiếu của chủ nhà. Ngoài ra, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ nhân viên xây dựng chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng cả về quá trình xây dựng lẫn vật liệu xây dựng. Hightech Builder, nơi đáng tin cậy để xây dựng một căn nhà mơ ước cho mọi gia đình. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Việt Nam. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng hân hạnh đón luật sư Nguyễn Văn Thân trở lại với chương trình. Kính chào anh Thân. Vâng, xin chào chị Hoàng, xin kính chào quý khán giả của Vietfest TV. Và kính thưa quý vị, một trong những cái đề tài mà Kim Hoàng nghĩ rằng nếu mà chúng ta theo dõi tin tức của Việt Nam trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã nhận thấy là những cái thông tin về cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng vừa được ban hành vào ngày 17 tây tháng 6. Ngay sau khi ban hành cái bộ quy tắc ứng xử này thì những cái điều mà chính phủ Việt Nam đã nhận định rằng lý do họ đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử là muốn cho những cái hành vi và những cái thông tin đưa trên mạng nó được trong sáng hơn để mà tránh những cái vấn đề đã từng xảy ra trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, cái bộ quy tắc ứng xử này cũng yêu cầu tất cả những ai sử dụng mạng xã hội phải sử dụng danh tánh thật của mình chứ không phải là danh tánh giả mạo. Và trong cái bộ quy tắc ứng xử này thì mặc dù đã xác nhận là chính thức được áp dụng vào ngày 17 tây tháng 6, thế nhưng không một ai nói rõ ràng là bộ quy tắc này sẽ được thực hiện như thế nào và những cái hình thức trừng phạt có bị chế tài những cái người vi phạm hay không, vân vân và vân vân, nó vẫn còn khá là mơ hồ. Theo sự nhận xét của anh Thân là một luật sư thì cái bộ quy tắc ứng xử vừa rồi nó thực sự có giá trị hay không? Vâng, thì nó là do nhà nước ban hành, thì theo tôi nghĩ bất cứ một cái điều lệ hay là một cái quy tắc nào đó mà chính thức do nhà nước Việt Nam ban hành thì nó phải có một cái giá trị pháp lý nào đó. Nhưng mà chị Hoàng nói đúng, cái họ đưa ra một cái bộ quy tắc ứng xử mà không có nói rõ là nếu như mà người ta vi phạm thì cái hình phạt trừng phạt nó là như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ đó, vào năm 2018 Việt Nam đã thông qua và đã ban hành một cái bộ luật an ninh mạng. Thì một số những cái điều mà trong cái bộ quy tắc ứng xử này đưa ra đó thì nó cũng có vẻ như là tương tự như là những cái điều lệ của cái bộ luật an ninh mạng. Và nó cũng tương tự như là có một cái số điều luật, chẳng hạn như điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam, là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để mà gọi như là xâm phạm quyền lợi của nhà nước, tuyên truyền chống nhà nước, rồi xâm phạm quyền lợi của người khác, vân vân và vân vân. Thì tôi nhận thấy nó là như thế này. Thứ nhất á, khi mà chúng ta nói đến gọi là những cái bộ quy tắc á, mình nói thông thường thôi thì thông thường nó không có mang một cái giá trị ràng buộc. Chẳng hạn như chúng ta hay thường nói là cái tuyên bố ứng xử ở Biển Đông, rồi bây giờ là đang thương lượng cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, vẫn chưa có xong. Nhưng mà khi mà mình nói đến bộ quy tắc ứng xử thì cái câu hỏi đặt ra là nó có cái giá trị pháp lý ràng buộc hay không. Thì thông thường mình nói về cái bộ quy tắc thì thông thường nó không có một cái hình phạt, mà nó cũng giống như là một cái lời hướng dẫn khuyến khích người ta nên đi theo làm một cái chuyện gì đó cho nó tốt. Cái điểm thứ hai đó là đây là lần đầu tiên, hay là Việt Nam có thể nói là một trong những cái quốc gia đầu tiên, có thể nói ngoài Trung Quốc, đưa ra những cái bộ quy tắc như thế này. Là tại vì chính các trang mạng xã hội đó thì họ đã cũng có những cái quy tắc cộng đồng hay là những cái điều lệ cộng đồng. Tôi đặt thí dụ là trong cái trường hợp của Tổng thống Trump, như tất cả mọi người chúng ta đều biết, bên Facebook á, thì đầu tiên là họ cấm cửa vĩnh viễn Tổng thống Trump, sau đó họ cái ban giám đốc họ họp hành lại, rồi bây giờ họ ra cái quyết định là treo giò 2 năm. Giống như là cầu thủ đá banh mà chơi xấu, bây giờ họ treo giò 2 năm. Có nghĩa là 2 năm sau Tổng thống Trump có quyền được trở lại sử dụng Facebook. Còn bên Twitter đó thì họ đã cấm Tổng thống Trump vĩnh viễn không được sử dụng Twitter. Thì chính các cái trang mạng này đó, họ đã cũng có những cái bộ quy tắc. Và tôi nghĩ thôi, đồng hương của chúng ta ở đây người Việt rất là nhiều người thích xài Facebook. Cá nhân tôi thì không rành xài Facebook, tôi chỉ đọc theo dõi cho mà kêu tôi xài, thì thật sự là tôi không biết cách xài, tôi không có rành lắm. Nhưng mà theo tôi hiểu đó là khi mà quý vị sử dụng Facebook mà thoá mạ người khác đó, thì người đó cũng có quyền khiếu nại lên Facebook, và Facebook một là bắt
sẽ đóng cái đó xuống, hay là sẽ tạm thời đóng cái trang của mình lại khoảng một cái thời gian nào đó, theo tôi hiểu. Có nghĩa là các cái công ty này là các cái dịch vụ tư nhân, chính họ cũng giống như là những cái câu lạc bộ, họ có những cái điều luật muốn đi vào câu lạc bộ là phải mang giày, mặc đồ đàng hoàng, không có được mặc quần tôi mua quần quần xô theo là áo thun. Thì có cần thiết để một cái quốc gia xen chân vào để ấn định cái điều lệ của cái câu lạc bộ hay là của cái công ty tư nhân đó hay không? Thì tôi thấy đây là cái điểm mà có vẻ như nhà nước Việt Nam đi hơi xa và nó không có phù hợp với cái chiều hướng trong cái quan hệ quốc tế ngày hôm nay đối với các công ty lớn và các công ty xuyên quốc gia như là Facebook và là Twitter. Thật ra thì vào theo hãng tin Reuters, kính thưa quý vị, thì vào tháng 11, vào tháng 1 năm ngoái, 11 năm ngoái, thì chính quyền Việt Nam cũng đã yêu cầu Facebook là phải hợp tác với chính quyền Việt Nam để ngăn chặn những cái thông tin hoặc là để kiểm duyệt những cái nguồn tin mà mang tính cách mạ lị, phỉ báng chính phủ. Và nếu không hợp tác thì chính phủ Việt Nam sẽ cắt, không có cho Facebook tiếp tục hoạt động tại Việt Nam nữa. Qua đó chúng ta thấy là trước khi mà đưa ra những cái quy tắc ứng xử trên mạng thì chính quyền Việt Nam cũng đã có những cái vấn đề gây căng thẳng với Facebook rồi. Mục đích là nhằm để hạn chế vấn đề tự do ngôn luận của người dân tại Việt Nam mà thôi. Và một lần nữa anh Thân có thể thấy là cái bộ quy tắc ứng xử này là cũng để kềm hãm những cái phát ngôn tự do của người dân, gây ảnh hưởng hoặc là gây nguy hại tới uy tín của đảng và của nhà nước. Và vì vậy mà có lẽ là người dân trong nước thì Kim Hoàng chưa nhận thấy những cái phản ứng, nhưng mà người Việt hải ngoại thì cũng đã chỉ trích rất nhiều cái bộ ứng xử này. Đúng vậy, bây giờ đó là thí dụ như người dân ở trong nước qua nhờ cái Facebook, nhờ các cái trang mạng xã hội thì nó đã có một cái nó mang đến một cái tính gọi là cái tính giải trình rất là quan trọng đối với người dân. Khi tôi nói cái tính giải trình ở đây đó là khi các quan chức nhà nước khi mà họ làm việc không có đúng đắn, khi họ vòi vĩnh thì người dân không thể nào đi tố công an vòi vĩnh đòi hối lộ, không thể nào làm việc đó được. Tự nhiên mình đi lời lại công an để mình tố công an thì cái chuyện đó mình chỉ mang họa vào thân thôi. Nhưng mà công an cũng biết nếu như đó mà công an vòi vĩnh hối lộ mà người dân người ta chụp được hay là quay được hay là thu được trên người ta đưa lên Facebook thì đó là một cái hình thức giải trình, một cái hình thức trách nhiệm của các cái quan chức vô cùng quan trọng. Nó một phần nào đó nó mang lại cho người dân một số cái quyền căn bản, ngay cả cái quyền sử dụng các cái mạng xã hội như là Facebook hay là YouTube để mà phê bình các chính sách của nhà nước thì đó là một cái quyền chính đáng. Nhưng mà người ta lo ngại rằng cái bộ quy tắc ứng xử này đó nó lại là thêm một cái biện pháp là nhà nước sẽ dùng nó để buộc Facebook khóa miệng lại hết tất cả những cái nhà phản biện, những cái người mà quan tâm đến tình hình đất nước và muốn lên cái tiếng nói, lên cái tiếng nói phản biện ôn hòa. Và một cái câu hỏi thứ ba nữa mà chúng ta cũng đặt ra đó là cái bộ quy tắc này tôi không biết là nó có áp dụng cho những người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài hay không, và có áp dụng cho ngay cả các du học sinh hay không. Nếu như mà họ cũng là sử dụng Facebook, thậm chí là có áp dụng cho những người như chúng ta hay không? Là tại vì đó mình có thể nói rằng mình sống ở đây lâu là tôi là công dân Úc, nhưng mà dựa trên cái luật quốc tịch đó, cũng chưa chắc. Nếu như mà mình chưa có từ bỏ quốc tịch Việt Nam, đôi khi Việt Nam, nếu như mà mình đi về Việt Nam, nhà nước Việt Nam vẫn coi mình là sống tịch, mình vẫn có còn quốc tịch Việt Nam. Và do đó cái bộ luật này hay là cái bộ quy tắc này nó vẫn áp dụng đối với những người như mình. Thì đây là những cái câu hỏi mà nó chưa có cái câu trả lời. Và chắc chắn là anh sẽ không bao giờ có câu trả lời, bởi vì cái vấn đề mập mờ thì nó bao giờ nó cũng song hành với lại cái việc hành xử của chính quyền Việt Nam. Khi mà nó quá rõ ràng rồi thì không gọi là những cái dự luật của chính quyền Việt Nam nữa, thưa anh, đó là vấn đề khác nhau. Để nó cho nó có cái sự cân bằng, tôi cũng muốn nêu ra một cái điểm. Nó có một cái điểm này đó mà tôi nghĩ đó là nó cũng có cái điểm tích cực của nó, đó là cái quy tắc mà yêu cầu mọi người lên mạng đó hay là sử dụng Facebook là dùng danh tính thật. Yeah. Là tại vì tôi cũng nhận thấy đó, trong cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại, không có nói xa xôi ngay cho cái cộng đồng ở Sydney của mình ở đây thôi, thì tôi có nhiều lúc đó là lướt qua cái trang Facebook của mình đó, thì tôi thấy là có rất là nhiều người họ không có sử dụng danh tính thật, họ dùng những cái nick giả, thậm chí có những cái người mà mình nghĩ mới đầu thì nghĩ cũng đàng hoàng mà không hiểu sao rồi họ cũng tiết lộ là họ cứ đưa thoải mái, họ muốn chửi ai thì họ làm nick giả để chửi cho thoải mái. Thì tôi thấy nó không phải là một cái sinh hoạt lành mạnh. Nó làm cái tiếng Việt của mình đó, nó làm cho cái tiếng Việt nó mất đi cái tính trong sáng và thanh cao. Là tại vì khi người ta núp sau lưng một cái nick giả đó,
thì những cái ngôn từ người ta đưa ra đó thì trời ơi mình nghe sao mà nó làm cho cái tiếng Việt của mình nó trở thành bần cùng và nghèo nàn, và nó hạ thấp văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Thì tôi nghĩ thôi, là dĩ nhiên cũng có một số người họ nghĩ rằng là tôi ở xứ tự do, tôi có quyền làm cái việc đó, tôi có quyền ném đá dấu tay, thì tôi cũng ghi nhận cái quan điểm đó. Nhưng mà theo tôi thấy đó là chúng ta quên đi cái chuyện ở Việt Nam, mà chúng ta chỉ nói là cái chuyện ở hải ngoại chúng ta sinh sống ở những cái xứ sở tự do. Thì nếu như mà mình muốn hưởng cái quyền tự do ngôn luận thì nó cũng kèm đi theo một cái trách nhiệm nào đó. Và cái chuyện đơn giản đầu tiên đó là mình dùng danh tính thật và mình dùng những cái ngôn ngữ làm sao đó để mà nó dễ nuốt một chút, chứ đừng có xài những cái danh từ nặng nề để rồi chính thân nhân gia đình, thậm chí con cái của mình đọc được đó họ sẽ cảm thấy xấu hổ. Thì tôi cũng hy vọng là các đồng hương Facebook đó chia sẻ những cái quan điểm như vậy. Và một cái thông tin khác ở Việt Nam cũng gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, đó là thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Việt Nam Airlines đang có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản, đặc biệt là sau đợt phong tỏa lần thứ tư vì những cái đợt dịch và những cái sự bùng phát vào ngày 27 tây tháng 4 vừa qua cho đến ngày hôm nay, mà hiện nay Sài Gòn là một trong những ổ dịch nguy hiểm và lớn nhất Việt Nam. Anh Thân nhận xét như thế nào về cái nguồn thông tin này? Vâng, thì theo tôi hiểu Việt Nam Airlines là bây giờ một cái công ty, nó là vừa tư nhân và là vừa của nhà nước, hình như là nhà nước Việt Nam nắm giữ 51% thì phải. Tuy nhiên đó, khi mà họ không có hoàn toàn tư hữu hóa hết, nhưng mà họ chuyển nó qua cái hình thức là nhà nước nắm cái cổ phần, vẫn là cái cổ phần đa số, nhưng mà cái cách điều hành một cái công ty như là một cái doanh nghiệp tư nhân. Thì cái việc mà một cái công ty như vậy mà nó bị khó khăn về tài chính thì tôi nghĩ cũng không có gì khó hiểu, đặc biệt là những cái ngành như là hàng không và du lịch. Thì theo các cái nguồn tin, và những cái nguồn tin này cũng là do các cái báo chí trong nước đưa ra, Đúng. là Việt Nam Airlines hiện nay đó thì hình như là đang nợ hơn 6.000 tỷ, và dự 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 đoán đó là sẽ nợ cỡ khoảng 10.000 tỷ, là tại vì những cái doanh thu của họ trong cái ở Việt Nam là họ xài cái từ là cái từ quý, như là mỗi 3 tháng đó, có nghĩa là cái 3 tháng đầu của năm năm nay là 2021 thì cái doanh thu như là nó rớt xuống. Nó rớt tới 80%, Đúng vậy. lý do là bởi vì trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán vừa rồi thì cũng đã bùng phát cái dịch bệnh tại Đà Nẵng, và vì vậy tất cả những cái chuyến du lịch đặt hàng trước thì hầu như là đã bị hủy hết, và chỉ vừa hoạt động lại chừng khoảng vài tuần lễ thôi thì cái đợt dịch thứ tư này bùng phát, và vì vậy có thể là sẽ gượng không được sau đợt lần này. Vâng, thì thứ nhất cái nguồn tin này đó, khi mà đã được đưa ra như vậy thì chắc chắn cái giá trị cổ phiếu của Việt Nam Airlines ở Việt Nam chắc chắn sẽ phải đi xuống. Bất cứ cái tình xấu nào, là tại vì bây giờ ở Việt Nam thì cũng có thị trường chứng khoán, cũng có niêm yết sàn bất động sản. Thì cái 49% kia là của những cái nhà đầu tư tư nhân, và trong đó có một số tôi nghĩ có doanh nghiệp Việt Nam và có thể cũng có một vài cái doanh nghiệp ngoại quốc, thì tôi nghĩ là chắc chắn là họ rất là đáng quan tâm. Nó không chỉ có Việt Nam Airlines mà nó cái gì, nó có Bamboo Airways, cũng về Vietjet Air cũng đang gặp những Có nghĩa tất cả các hãng hàng không ở Việt Nam đều chung chung số phận, và Vietjet thì cũng đang ở một cái mức nợ là tương đương 10.000 tỷ đồng, thưa anh. đúng vậy. Thì bây giờ đó chúng ta so sánh cái trường hợp của ở xa thì mình không biết, nhưng mình so sánh cái trường hợp của Úc mà mình ở đây, Qantas đi. Qantas ở đây chắc chắn là Qantas và Virgin Airlines và những cái công ty, hai cái công ty lớn hàng không lớn của Úc đó, chắc chắn cũng sẽ phải bị ảnh hưởng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Nhưng mà họ vẫn cầm cự được, chúng ta vẫn không chưa có nghe tin là Qantas đang ở trên bờ vực bị phá sản, hay là Virgin Airlines, có thể là Virgin Airlines gặp khó khăn về tài chính trước đây rồi. Nhưng mà lý do là tại sao, là tại vì nhà chính quyền liên bang Úc đã có những cái chính sách tài trợ cả hàng trăm triệu để mà tài, và chúng ta có cái chính sách JobKeeper như mọi người đều biết, và chính quyền Úc, liên bang lẫn tiểu bang đã có những cái chính sách tài trợ hàng trăm triệu cho các hãng hàng không, và nhà nước đã công bố một cái ngân sách 1.2 tỷ để yểm trợ cái ngành du lịch. Thì ở bên Úc ở đây đó thì mọi chuyện nó là hoàn toàn minh bạch. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam đó có lẽ cái tin Việt Nam Airlines này nó cũng, người ta cũng đã biết lâu rồi, nhưng mà vào giờ chót họ không có còn bưng bít được nữa thì mới tung ra. Và cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa nghe thấy là chính quyền ở bên Việt Nam
có những cái phát biểu hay là những cái tuyên bố gì để mà yểm trợ cho Vietnam Airlines? Thật ra thông tin từ chính quyền thì họ nói là họ có một cái ngân quỹ khoảng 12.000 tỷ đồng để mà hỗ trợ cho các lĩnh vực hàng không. Nhưng mà cái tuyên bố đó đã được đưa ra từ thời đầu mùa dịch cho đến nay và cái số tiền 12.000 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân. Đó, và đó cũng là lý do vì sao mà các hãng hàng không rơi vào tình trạng kiệt quệ như ngày hôm nay. Vâng, thì cái khó đó, ví dụ như mà cái chuyện đó mà nó xảy ra ở Úc đó, thì các nhà báo, các người ta sẽ có quyền đặt vấn đề với cái người bộ trưởng, ông hay là bà bộ trưởng chịu trách nhiệm cho hàng không và ngành du lịch, tại lý do tại sao chưa giải ngân. Còn cái này ở Việt Nam đó thì các nhà báo lại không được có quyền đặt cái câu hỏi đó với cái vị bộ trưởng, cái ông bộ trưởng hình như là bộ trưởng kế hoạch, kế hoạch và đầu tư. Thành ra là cho tới bây giờ thì chúng ta cũng không biết lý do tại sao cái 12.000 tỷ đồng nó chưa được giải ngân. Và cũng liên quan đến vấn đề ngân sách của Việt Nam, kính thưa quý vị, trong những ngày tháng vừa qua thì có một cái sự giằng co ngân sách giữa hai cái thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Trước đây trong thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì cái ngân sách được phân chia là tất cả những cái tiền thuế mà Sài Gòn có được, họ phải đóng góp 77% cho Trung ương. Trong khi đó họ chỉ được giữ lại 23%, thì chúng ta thấy đó là có sự bất công rồi. 23% thật so với một cái dân số ở Sài Gòn đông hơn Hà Nội rất nhiều. Và hiện nay sau thời ông Nguyễn Tấn Dũng thì cái sự phân chia nó lại càng không đồng đều, khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu là Sài Gòn phải đóng góp đến 82% cho Trung ương và chỉ được quyền giữ lại có 18% mà thôi. Và đây là những cái sự giằng co được giữa đôi bên. Sài Gòn hiện nay đang đấu tranh để mà lấy lại được cái số tiền của mình, ít nhất là bằng với cái thời của ông Nguyễn Tấn Dũng là có được 23% trong cái tiền thuế của dân. Nhưng mà liệu rằng cái sự tranh đấu của Sài Gòn có thành công hay không, thưa anh? Vâng, thì đó là cái câu hỏi mà chúng chưa có thể có cái câu trả lời được. Thì thật ra những cái nguồn tin này đó là tôi cũng thu nhận được từ cái bài viết của ông David Brown. Ông là một cuộc nhà ngoại giao ở Việt Nam, và ông đã có rất là nhiều cái bài viết liên quan đến Việt Nam. Ông có hình như là ông có một cái người vợ cũng là người Việt, và tôi nghĩ thôi, chắc là ông cũng có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với phía bên trong ở bên Việt Nam, thì họ mới xì mấy cái tin này ra. Thì thông thường những cái xin tin mà xì ra cho những cái giả ngoại quốc này đó thì đôi khi cũng có phía bên phe này muốn đánh phía phe kia. Thì đúng là chị Hoàng nói đúng đó, cái thời của ông Nguyễn Tấn Dũng đó thì ông rất là lỏng lẻo, thành ra là cái đàn em của ông là gồm có Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải rồi Tất Thành Cang đó tham nhũng thoải mái. Và cái thời đó thì chỉ đưa về cho Trung ương là ở Hà Nội có 77% thôi, giữ lại 23%. Bây giờ tới lúc ông Nguyễn Phú Trọng lên đó, thì ông thấy ở trong Nam này có vẻ như tham nhũng tiền bạc gì ra nhiều quá, thôi cho tôi bớt. Thì đó ông siết lại, ông tăng lên cho 82%, chỉ còn giữ lại 18% thôi. Thì trong cái thời gian qua thì như chúng ta biết đó, là ông Trọng ông đã gửi ông Nguyễn Văn Nên. Nguyễn Văn Nên trước đây là chánh văn phòng của ông Trọng. Gửi ông Nguyễn Văn Nên vào làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, và để gọi là làm sạch sẽ những cái vụ tham nhũng. Rồi chúng ta nhìn thấy những cái người như là ông Tất Thành Cang đang bị truy tố, ông Lê Thanh Hải bị tước khỏi cái các cái chức vụ của đảng, thì thông thường đó là cái bước đầu tiên để rồi đi đến cái sự truy tố. Ở Sài Gòn đó, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn đó, thì dân số so với toàn quốc là 10%, nhưng mà làm ra gần 25% GDP. Đầu tàu kinh tế mà. Đầu tàu kinh tế. Dạ. Thành ra ở Hà Nội đó thì họ nhìn vào cái đầu tàu kinh tế, họ thấy tiền nhiều quá, tiền thuế của người dân và các doanh nghiệp thu vô nhiều quá. Thành ra thay vì cái số tiền thuế đó, là nếu như mà chúng ta nói là có một cái sự tương xứng nào đó thì có nghĩa là có gửi nhiều lắm thì cũng gửi cả khoảng chừng 2/3 về Trung ương, ít nhất 1/3. Tại vì các cái cơ sở hạ tầng ở Sài Gòn nó rất là thiếu thốn, như mọi người đều nhìn thấy, cứ mỗi năm mà tới cái mùa mưa đó lại nó cứ lụt ngập đầu, đường xá ô nhiễm. Vâng, rồi thật sự là nếu mà ai đã về Việt Nam, bản thân thì không về, nhưng mà những người nào đã về Việt Nam thì chúng ta nhận thấy rất là rõ ràng cơ sở hạ tầng, những cái đường cao tốc ở Hà Nội hoàn toàn khác xa với cái sự nghèo nàn ở Sài Gòn. Bởi vì Sài Gòn trong khu vực miền Nam chứ không phải là Sài Gòn không, những cái cao tốc xa lộ không thể nào so sánh với sự hiện đại của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hiện nay. Dạ, thì vào tháng 5 thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ông cũng có vào Sài Gòn nói chuyện với ông Nguyễn Văn Nên. Thì bây giờ ông Nguyễn Văn Nên ông nài nỉ, ông nói bây giờ các ông cho tụi tôi giữ lại 23% giống như cái thời trước đây. Thì ông Phạm Minh Chính thì ông chưa có hứa hẹn gì. Rồi sau đó một tuần đó thì có ông Phan Đình Trạc. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban nội chính, có nghĩa là chuyên chống tham nhũng, cánh tay phải của ông Trọng. Thì ông có vô, ông có họp với lại cái ủy ban Thành ủy Sài Gòn, nhóm của ông Nguyễn Văn Nên với lãnh đạo đó. Ông nói là bây giờ tôi cho mấy anh một tháng
để mà mấy anh giải quyết xong những cái vụ tham nhũng, mấy anh phải làm sao đòi lấy lại được 1.4 tỷ Mỹ Kim mà đã bị thất thoát từ các cái dự án, rồi dự án Thủ Thiêm, rồi đủ thứ dự án. Tôi cho mấy anh một tháng, mà trong một tháng mấy anh không làm được thì Trung ương tôi sẽ vô đây, tôi sẽ làm. Thành ra là nó đây là một trong những cái trường hợp mà tôi nghĩ nó cũng khá thú vị. Nó nhìn thấy ở đằng sau hậu trường cái sự tranh giành giữa nội bộ của đảng phía miền Nam và miền Bắc nó như thế nào. Và nó một lần nữa thì nó cũng cho thấy là cái nhóm ở miền Bắc á, thì tôi nghĩ lúc nào họ cũng mạnh hơn. Và ở miền Nam đó thì là cái con bò sữa, cứ làm ra được nhiều bao nhiêu đó thì cứ đem về để mà nuôi cho phía bên ở bên phía mình miền Bắc. Và tôi nghĩ thôi, thì tôi điêu cái muốn nói về cái đề tài này cũng để cho mọi người thấy đó là ở bên ngoài thì tuy là thấy nó sạch sẽ như vậy, nhưng mà bên trong đó thì các đồng chí vẫn đánh đấm với nhau, vẫn tranh giành quyền lực với nhau. Chỉ có một cái đó là họ kín đáo, họ không cho người dân biết được những cái sự thật của bên trong của họ như thế nào. Nhưng mà những sự thật dần dần được phơi bày trên sóng của Viettel TV, phải không? Thì có lẽ thì chúng ta cũng cố gắng coi như là chuyển tải những cái thông tin. Dĩ nhiên đó thì những cái thông tin mà cá nhân tôi truyền đạt thì cũng là trong một cái gọi là một cái sự dè dặt, và tôi nêu ra cái nguồn. Thì cái nguồn ở đây đó là của ông David Brown, một cựu ký giả và có một cái cựu nhà cựu ngoại giao, và tôi nghĩ những cái thông tin của ông đưa ra và đã được đưa lên một cái kênh truyền thông quốc tế như vậy đó, thì tôi nghĩ nó có cái mức khả tín đủ để chúng ta có thể tự tin là chúng ta có thể chia sẻ với khán giả và đồng hương của Viettel TV được. Rất cảm ơn những thông tin quý báu ngày hôm nay của anh Thân. Vâng, xin cảm ơn chị Hoàng, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của Viettel TV. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.